Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món cháo cá mọi người, nhưng không phải sữa đá mọi người, xoài giò mọi người, dĩ chanh mọi người, chanh nấm mọi người. Đây mọi người, cháo cá mọi người. Ly phơi sữa đá mọi người. Xôi giò mọi người. Chanh mọi người, chanh nấm mọi người. Muỗng mọi người. Mời mọi người dùng ăn ha mọi người. Cháo ngon rồi, cháo nó vừa ăn nó vừa cá nó dai dai luôn. Ăn ngon thì tôi làm nước chanh luôn, không thì khỏi cũng được luôn, chứ không vừa ăn luôn, nó vừa ăn. Cho nên ăn cũng tùy khẩu vị mọi người, người thích ăn này người thích ăn kia. Cháo ngon rồi. Tôi thích hấp như vậy hơn rồi, khỏi giá bún rồi. Chủ giá bún ăn nó ấy rồi. Ăn về mới cảm nhận được cái độ nhuyễn, độ mịn của cháo rồi. Hấp nó ngon rồi. Cá này thì nó dai dai, nó gần rồi. Đây. Gần tiêu ớt nó cay cay luôn. Hành lò nó trong giờ luôn rồi, gần thì nó hơi có vị đắng xíu luôn. Cháo ngon rồi, dạ. Trời mưa mà lạnh lạnh hấp cháo đã rồi, ăn cái món nóng nóng á, nó có nước á, hấp nóng cái lòng rồi. Đừng tiêu quá mà cho nó cay cay ấm ấm luôn. Sôi cảm giác nó có mùi nữa. Cái giò là giò giò bóp bóp ra ăn rồi. Đâu nói lá chuối rồi, bóp bóp này nói nó bật đi đông rồi. Có mùi nữa. Ăn thì cảm giác ăn nó vẫn được nhưng mà cảm giác hơi có mùi luôn. Trời ơi, nhiều khi có dừa không rồi, cái dừa nó dễ mau theo luôn rồi, mau hơn. Cà phê sữa ngọt nhẹ không rồi. Đã già lỏng lẻo rồi, đã về nước. Cái
Cảm ơn người. Cháo cá ngon rồi, cháo ngon rồi, cháo ngon, vừa ăn cá nó dai dai mềm mềm ăn thơm rồi, có gừng tiêu ớt này kia nó cay cay ấm ấm rồi, hành ngò có ngò nó ăn nó giòn giòn rồi, cháo ngon vừa ăn. Ai muốn ăn có hột chua chua xíu nặng miếng chanh vô người thì khẩu vị mọi người. Rồi xôi thì ăn được mọi người, cảm giác này đẩy nó như tới chiều nó thiêu mọi người, kiểu nó chiều cái hơi mọi người, cho nên hơi có mùi xíu. Rồi, cà phê sữa thì có vị ngọt nhẹ mọi người, có hậu đắng đắng mọi người. Rồi, chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là ngon miệng, có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.